Kính chào quý vị và các bạn. Đêm nay và hai ngày tới, miền Bắc có mưa lớn trở lại khi rãnh thấp gây mưa hoạt động mạnh. Lượng mưa ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ là từ 50 đến 150mm và có những nơi là trên 250mm. Còn khu vực đồng bằng thì mưa từ 30 đến 100mm, có những nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở những vùng trũng thấp, các khu đô thị cũng như là lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Do mưa lớn từ tối nay đến ngày 30 tháng 7, trên các sông suối nhỏ thượng lưu khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2. Mưa lũ xảy ra vào ban đêm khiến người dân bị động. Quý vị ở những vùng trũng hay xảy ra ngập lụt, trước khi đi ngủ cần chú ý là chủ động kê cao đồ đạc. Hãy kiểm tra xung quanh nhà, nếu mà thấy các dấu hiệu mất an toàn có thể bị sạt lở thì cần di dời ngay đến nơi an toàn. Do mây nhiều và có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở khắp miền Bắc khá dịu mát, nhiệt độ cao nhất là 31 độ C. Với Trung Bộ thì tối nay và chiều tối mai, khu vực Thanh Hóa đến Hội An sẽ có mưa, thế nên là hết nắng nóng. Nhiệt độ ngày mai giảm xuống còn ở mức là từ 30 đến 32 độ C. Chỉ riêng có Quy Nhơn và Tuy Hòa, ngày mai chạm ngưỡng nắng nóng là 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ thì ngày mai dự báo là mưa về chiều tối, ít điểm mưa to. Trong ngày vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên như là thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột xuống Gia Nghĩa là 25 đến 28 độ C. Còn thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau cũng như là các nơi khác của khu vực Nam Bộ thì phổ biến trong khoảng nhiệt từ 31 đến 32 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa cảnh báo mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Huyện đảo Trường Sa thì ít mưa, gió khu vực này cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.